Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Loạt kho đạn bị phá hủy, 9 tên lửa Storm Shadow bị đánh chặn. Nga mạnh mẽ nhờ có được công nghệ của phương Tây. Căng thẳng leo thang ở Biển Đen, Ukraine cảnh báo bắn chìm toàn bộ tàu Nga. Nguyên liệu từ Ukraine vẫn đang tuôn sang Nga để sản xuất máy bay, tên lửa. Quốc gia nào có lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới năm 2023? Tiêm cách Su-57 miễn nhiễm trước các nỗ lực gây nhiễu và nghe lén. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương, phá hủy kho đạn, đánh chặn 9 tên lửa Storm Shadow và 3 tên lửa HIMARS. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt. Ở hướng Kupiansk, các phân đội tấn công từ nhóm lực lượng Zapad của Nga trong quá trình tiến hành các hoạt động tấn công trên một chiến tuyến rộng đã cải thiện tình hình dọc theo chiến tuyến gần Osana và Pesho-Chanivoi, vùng Kharkov. Trong vòng 3 ngày qua, quân đội Nga đã tiến về hướng Kupiansk được 11 km dọc theo chiến tuyến và hơn 3 km vào sâu phòng thủ đối phương. Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 110 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo M-77 do Mỹ sản xuất, 1 trạm radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất. AFU tiếp tục có những cuộc tấn công bất thành ở các hướng Zaporozhye, Donetsk, Nam Donetsk và Krasny Liman. Ở hướng Donetsk, các đơn vị từ tập đoàn quân Dung của Nga phối hợp chặt chẽ với pháo binh và hàng không đã đẩy lùi lữ đoàn cơ động số 81 của AFU gần Belogorovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của AFU đã bị tấn công gần Bodanoka, Veseloi, Kalecheka, Marinka và Krasnogorovka, Donetsk. Tổn thất của AFU lên tới 135 quân nhân, 2 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo M-77 do Mỹ sản xuất, cũng như pháo MSTAB và D-30. Ở hướng Nam Donetsk, hàng không, pháo binh và các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của AFU gần Urojanoi. Ở hướng Krasny Liman, tập đoàn Sen của Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới 42 AFU gần khu rừng Srebrianskoye. Một cuộc tấn công hỏa lực toàn diện đã được thực hiện tại các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của AFU gần Dragorodok, Pechoskoye, Polochanka và Chevonaja Dibrova. Hơn 65 chiến binh Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 1 khẩu lựu pháo D-30 của AFU đã bị tiêu diệt. Ở hướng Kherson, thiệt hại của AFU lên tới 20 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện cơ giới cũng như 2 khẩu pháo D-30. Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 107 đơn vị pháo binh tại các vị trí khai hỏa cùng nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 126 khu vực. 3 kho đạn của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 117, Lữ đoàn Cơ giới 14 và 43 của AFU đã bị phá hủy gần Seradina Buda, vùng Sumy và Chenetchina, Sinkoka, vùng Kharkov. Một sở chỉ huy của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 79 thuộc AFU đã bị vô hiệu hóa gần Jampol. Các cơ sở phòng không Nga đã đánh chặn 9 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và 4 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS. 14 UAV Ukraine đã bị phá hủy gần Karamennaya, Lugan, Kirilloka, Starominoka, Donetsk và Pologi, vùng Zaporozhye. Nga mạnh mẽ nhờ có được công nghệ của phương Tây. Bất chấp hàng loạt lệnh cấm vận, các vi mạch phương Tây được sử dụng trong nhiều công nghệ tiên tiến vẫn đang tiếp tục chảy vào Nga, qua đó gia tăng sức mạnh đáng kể cho kho vũ khí quân sự của nước này. Những dòng chảy thương mại mạnh mẽ, dữ liệu thương mại và các bản kê khai được phân tích đã chỉ ra, Moscow vẫn đang tích cực tìm nguồn cung ứng chất bán dẫn và các công nghệ tiên tiến khác của phương Tây thông qua các quốc gia trung gian như Trung Quốc. Năm 2022, Nga đã nhập khẩu công nghệ bán dẫn trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 1,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Chất bán dẫn và vi mạch đóng một vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại, cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị bao gồm máy bay không người lái, radio, tên lửa và xe bọc thép. Một trung tâm phân tích tại Trường Kinh tế Kiev gần đây đã mổ xẻ 58 thiết bị quân sự quan trọng của Nga được thu hồi từ chiến trường Ukraine. Kết quả đã tìm thấy hơn 1.000 linh kiện nước ngoài, chủ yếu là công nghệ bán dẫn của phương Tây. Nhiều thành phần trong số này hiện đang nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và châu Âu, nhưng cũng không phải tất cả các công nghệ tiên tiến đều đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga. Nhiều mặt hàng được mệnh danh là mặt hàng công dụng kép, nghĩa là chúng có cả ứng dụng dân sự và quân sự, do đó nằm ngoài phạm vi kiểm soát xuất khẩu có mục tiêu. Ví dụ, cùng một loạt vi mạch có thể được sử dụng trong cả máy giặt và máy bay không người lái.
Tuy nhiên, nhiều sản phẩm trong số này có nguồn gốc từ các quốc gia phương Tây có lệnh cấm thương mại sâu rộng đối với Moscow và đặc biệt là quân đội Nga. Tất cả các mặt hàng có xuất xứ từ Mỹ, trừ thực phẩm và thuốc men đều bị cấm đến tay quân đội Nga. Trong nghiên cứu của hơn 2/3 thành phần nhập khẩu được xác định trong thiết bị quân sự của Nga có nguồn gốc từ các công ty có trụ sở tại Mỹ, một số khác đến từ các đồng minh Ukraine bao gồm Nhật Bản và Đức. Không thể xác minh liệu các công ty liên quan có nắm được điểm đến cuối cùng của hàng hóa do họ sản xuất hay không. Một nghiên cứu khác từ Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại London cho thấy quân đội Nga sử dụng hơn 450 loại linh kiện khác nhau do nước ngoài sản xuất trong 27 hệ thống quân sự hiện đại nhất của mình, bao gồm tên lửa hành trình, hệ thống liên lạc và tổ hợp tác chiến điện tử. Nhiều bộ phận trong số này được sản xuất bởi các công ty nổi tiếng của Mỹ chuyên tạo ra các thiết bị vi điện tử cho quân đội Hoa Kỳ. Qua nhiều thập kỷ, các hệ thống và thiết bị công nghệ cao do phương Tây sản xuất đã trở nên tiên tiến hơn và thực sự đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp và toàn cầu. Vì vậy, quân đội Nga cũng như nền kinh tế dân sự của nước này tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung này. Tính phổ biến và các ứng dụng rộng rãi đã giúp các công nghệ trên ngày càng phổ biến trong chuỗi cung ứng toàn cầu, do đó cũng khó kiểm soát hơn. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt Nga phần lớn chỉ giới hạn ở các đồng minh phương Tây của Ukraine, đồng nghĩa với việc nhiều nước vẫn tiếp tục giao thương với Nga. Chúng tôi không có nhiều vũ khí, nhưng nếu họ tiếp tục tấn công, họ có thể không còn con tàu nào cho đến khi chiến tranh kết thúc. Ông Zelensky nói, đó là những gì chúng tôi muốn cho họ thấy. Ukraine chắc chắn sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào dân thường cũng như hành lang ngũ cốc, ông Zelensky cảnh báo. Theo Tổng thống Zelensky, nếu Nga tiếp tục kiểm soát Biển Đen và phong tỏa khu vực này bằng tên lửa, Ukraine cũng sẽ hành động tương tự. Đó là sự phòng vệ công bằng cho khả năng của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 7, ông Zelensky cho rằng Nga hiện không thể kiểm soát các cảng biển của Ukraine. Do vậy, tất cả các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở này có thể bị coi là khủng bố. Nga không thể chiếm các cảng này. Đây không phải là một hành động quân sự. Thậm chí, chúng không liên quan tới xung đột. Chúng tôi sẽ đánh chìm toàn bộ hạm đội của Nga nếu chúng đến quá gần. Nga hoàn toàn nhận thức được điều đó, ông Zelensky tuyên bố. Vào ngày 27 tháng 7, Bộ trưởng Cộng đồng Lãnh thổ và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết, trong 9 ngày liên tiếp, Nga đã tấn công thành phố cảng Odessa ở phía nam Ukraine. 26 cơ sở hạ tầng cảng và 5 tàu dân sự của Ukraine bị hư hại và phá hủy một phần. Ngoài ra, ông Kubrakov cáo buộc Nga hạn chế hoạt động lưu thông của tàu thuyền trong khu vực bán đảo Crimea và gần lãnh hải Bulgaria. Trước đó, Nga tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận mang tên sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sau khi cáo buộc Ukraine tấn công cầu Crimea. Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngũ cốc lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2022 với vai trò trung gian của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu lương thực từ các cảng trên Biển Đen của Ukraine, cũng như tái khởi động việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Nga, trong bối cảnh xung đột nổ ra ở Ukraine. Phía Kiev trích dẫn việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen và liên tục bắn tên lửa và máy bay không người lái UAV vào các cảng ở miền nam Ukraine trong những ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo bắt đầu từ ngày 20 tháng 7, Moscow sẽ coi tất cả tàu đi đến các cảng của Ukraine đều có thể là tàu chở hàng quân sự. Các quốc gia có quốc kỳ trên những tàu này cũng sẽ bị coi là tham gia vào cuộc xung đột Ukraine đứng về phía Kiev. Việc Nga liên tục tấn công thành phố cảng chiến lược Odessa dường như làm gia tăng tối đa áp lực lên ngành nông nghiệp Ukraine, một trong những ngành quan trọng trong nền kinh tế của Kiev. Theo các thống kê, ngành ngũ cốc Odessa thiệt hại hàng chục triệu USD sau các cuộc không kích gần như hàng đêm của Nga. Phía Ukraine nói rằng 60.000 tấn ngũ cốc đã bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Dynykov từng đưa ra cảnh báo đối với các chiến hạm Nga sau khi quân đội nước này triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển hiện đại mới được viện trợ. Quan chức do Nga bổ nhiệm vào hôm 5 tháng 8 cáo buộc Ukraine dùng xuồng tự sát tấn công và làm hư hại tàu chở dầu gần eo biển Kerch, nơi cầu Crimea bắc qua. Một số thủy thủ trên tàu bị thương do mảnh kính văng trong vụ nổ. Vào tháng 4 năm ngoái, xoáy hạm Moskva thuộc hạm đội Biển Đen của Nga bất ngờ bốc cháy ngoài khơi cách thành phố cảng Odessa của Ukraine khoảng 90 km. Moskva tuyên bố hỏa hoạn là do một vụ nổ kho đạn trên bong khiến con tàu bị hư hại nặng và bị đắm khi được lai dắt về cảng. Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định đã bắn cháy con tàu bằng hai tên lửa hành trình Neptune. Quặng titan có nguồn gốc từ Ukraine đã được bán cho các công ty trung gian có trụ sở tại Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và từ đó được tuồn sang Nga. Trong bối cảnh cuộc chiến gay gắt ở Ukraine vẫn dai dẳng chưa có hồi kết, ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn tiếp tục nhận được từ quốc gia láng giềng Đông Âu nguyên liệu thô để sản xuất titan.
tờ Kiev Post dẫn một phóng sự điều tra gần đây của các hãng thông tấn RBC Ukraine cho biết. Theo những người trong ngành công nghiệp titan, một phần đáng kể titan nguyên liệu thô xuất khẩu từ Ukraine đang được tuồn vào Nga thông qua các bên trung gian. Mặc dù bản thân Ukraine không sản xuất titan kim loại hoặc các sản phẩm hoàn chỉnh của nó, nhưng nước này sản xuất quặng titan, thứ sau đó được xử lý và sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau. Công ty khai thác mỏ và hóa chất thống nhất UMCC Titanium thuộc sở hữu nhà nước Ukraine, nhà khai thác titan lớn nhất châu Âu, đã xuất khẩu một lượng lớn quặng titan đáng kể là 82.200 tấn trong 9 tháng, từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, khi xung đột quân sự Nga-Ukraine chưa từng hạ nhiệt. Các nguồn tin trong ngành công nghiệp titan Ukraine chỉ ra rằng một phần đáng kể các lô hàng này có đích đến cuối cùng là ở Nga. Phóng sự điều tra của RBC Ukraine tiếp tục tiết lộ rằng tinh quặng titan có nguồn gốc từ Ukraine đã được bán cho các công ty trung gian có trụ sở tại Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia. Đáng chú ý, các công ty này có công dân Nga là người sáng lập và đã bị phát hiện có hoạt động kinh doanh với Nga. Phóng sự điều tra của RBC Ukraine chỉ ra. RBC Ukraine nêu ví dụ cụ thể, một trong số các công ty này là Nadeza Invest, có đăng ký kinh doanh tại Buda, Montenegro, do ông Sergei Orekhov và ông Vladislav Nechiporenko đồng sáng lập. Nadeza chủ yếu thu mua titan tetrachlorua, tiền thân quan trọng của nhiều loại vật liệu chứa titan, bao gồm kim loại titan, bột màu titan dioxide, bột kim loại titan và hợp kim titan, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ, ô tô, y tế và các ngành công nghiệp hiệu suất cao khác. Các chuyên gia cảnh báo rằng các doanh nghiệp nhà nước Ukraine đang cố ý hoặc vô tình bán các sản phẩm titan cho các công ty trung gian và từ đó được tuồn vào Nga. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng người dùng cuối của các sản phẩm này có khả năng là các nhà máy quân sự. Quốc gia nào có lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới năm 2023? Trong danh sách 25 quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới năm 2023 vừa được tổ chức, danh mục thế giới về tàu chiến hiện đại công bố, Mỹ, Trung Quốc và Nga lần lượt chiếm 3 vị trí hàng đầu. Chuyên gia đánh giá năng lực quân sự của các quốc gia trên thế giới và có liên hệ với Tổ chức Phân tích Quốc phòng cho biết, bảng xếp hạng dựa trên đánh giá về số lượng tàu chiến, tàu ngầm cùng các yếu tố khác như tuổi đời của hạm đội, mức độ hỗ trợ hậu cần, năng lực tấn công và phòng thủ. Hải quân Mỹ được đánh giá là lực lượng hải quân mạnh nhất lịch sử thế giới từ trước đến nay. Họ sở hữu 243 tàu chiến, gồm 11 tàu sân bay hạt nhân, 68 tàu ngầm, 22 tàu tuần dương, 70 tàu khu trục, 21 tàu hộ vệ, 10 tàu tuần tra ven bờ và 33 tàu đổ bộ tấn công. Tuổi đời trung bình của các tàu chiến Mỹ là 23,3. Mỹ cũng đang đóng mới 67 tàu chiến với mục tiêu tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh với Trung Quốc xếp ngay sau. Trung Quốc được coi là cường quốc hải quân mới nổi, sở hữu tới 425 tàu chiến gồm 3 tàu sân bay, 72 tàu ngầm, 48 tàu khu trục, 71 tàu hộ vệ, 44 khinh hạm, 49 tàu giải mìn quét mìn, 127 tàu tuần tra ven bờ, 11 tàu đổ bộ tấn công. Đứng thứ 3 là Hải quân Nga, hiện sở hữu 265 tàu chiến, 1 tàu sân bay, 58 tàu ngầm, 12 tàu khu trục, 4 tàu tuần dương, 1 khinh hạm, 83 tàu hộ vệ, 28 tàu giải mìn quét mìn, 27 tàu tuần tra ven bờ và 21 tàu đổ bộ tấn công. Nga hiện tại đang tập trung hiện đại hóa hải quân, số lượng tàu chiến đang được đóng mới lên tới 82, chú trọng vào tàu hộ vệ tên lửa và tàu ngầm. Vị trí thứ 4 rất bất ngờ thuộc về Indonesia. Đất nước vạn đảo ở Đông Nam Á, Hải quân Indonesia sở hữu 243 tàu chiến, gồm 4 tàu ngầm, 7 khinh hạm, 25 tàu hộ vệ, 9 tàu giải mìn, quét mìn, 168 tàu tuần tra và 30 tàu đổ bộ tấn công. Hải quân Hàn Quốc được xếp hạng thứ 5 sở hữu tới 138 tàu chiến, 18 tàu ngầm, 12 tàu khu trục, 12 khinh hạm, 11 tàu hộ vệ, 64 tàu ngầm, tuần tra ven bờ và 10 tàu đổ bộ tấn công. Tuổi đời trung bình của các tàu chiến Hàn Quốc là 22,4. Nhật Bản ở vị trí thứ 6 do sở hữu 102 tàu chiến, 4 tàu sân bay trực thăng, 22 tàu ngầm, 22 tàu khu trục, 3 khinh hạm, 22 tàu giải mìn, quét mìn, 6 tàu tuần tra ven bờ và 3 tàu đổ bộ tấn công. Lọt vào top 7 hải quân mạnh nhất thế giới là Ấn Độ, sở hữu 102 tàu chiến gồm 1 tàu sân bay, 17 tàu ngầm, 10 tàu khu trục, 13 khinh hạm, 23 tàu hộ vệ, 29 tàu tuần tra ven bờ và 9 tàu đổ bộ. Tuổi đời trung bình của các tàu chiến Ấn Độ là 20,1. Pháp đứng vị trí số 8 với đội khu trục hạm gồm 21 tàu cùng với sân bay cũng như 9 tàu ngầm.
Ngoài ra, 17 tàu tác chiến chống mìn của Pháp là đáng kể nếu xét đến các bờ biển của Pháp dọc theo vùng biển châu Âu. Hải quân Vương quốc Anh xếp hạng thứ 9 với 2 tàu sân bay, 10 tàu ngầm, 6 tàu khu trục, 12 tàu khu trục nhỏ, 11 tàu tác chiến chống mìn, 6 tàu tuần tra xa bờ và 2 tàu tấn công đổ bộ. Đứng vị trí số 10 là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia kiểm soát cửa khẩu giữa Địa Trung Hải và Biển Đen. Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ có 1 tàu sân bay trực thăng, 12 tàu ngầm, 16 tàu chu cục, 10 tàu hộ tống, 11 tàu chiến chống mìn, 35 tàu tuần tra xa bờ và 5 tàu tấn công đổ bộ. Trong bảng xếp hạng năm 2023, danh sách 25 hải quân mạnh nhất thế giới còn có sự góp mặt của hai quốc gia Đông Nam Á khác là Singapore ở vị trí số 24 và Thái Lan xếp hạng thứ 21. Triều Tiên được đánh giá xếp ở vị trí số 14. Hải quân Triều Tiên sở hữu tới 19 tàu ngầm, 2 khinh hạm, 7 tàu hộ vệ và số lượng tàu tuần tra ven bờ lên tới 157. Tổng số tàu chiến mà Triều Tiên sở hữu là 186, độ tuổi trung bình là 49,2. Hải quân Ai Cập được đánh giá mạnh nhất ở châu Phi. Họ có 107 tàu chiến, gồm 8 tàu ngầm, 12 khinh hạm, 7 tàu hộ vệ và các tàu cỡ nhỏ khác. Ai Cập cũng sở hữu 2 tàu sân bay trực thăng và đây là khí tài mạnh nhất ở khu vực mà không một quốc gia châu Phi Trung Đông nào có. Tiêm kích Su-57 miễn nhiễm trước các nỗ lực gây nhiễu và nghe lén. Tiêm kích Su-57 của Nga tiếp tục nhận thêm những khí tài đặc biệt giúp nâng cao khả năng tác chiến của nó. Trong số các loại vũ khí tối tân của Nga có tiêm kích tàng hình Su-57, chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được chính thức đưa vào biên chế không quân Nga từ cuối năm 2020. Theo hãng thông tấn trích dẫn dịch vụ báo chí của công ty, chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến giờ đây sẽ được trang bị bộ thiết bị liên lạc kỹ thuật số thế hệ mới nhất. Bộ thiết bị liên lạc này được phát triển bởi các chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu và Sản xuất, một công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rotech. Công ty nhấn mạnh rằng hệ thống liên lạc hiện đại này không chỉ dành riêng cho Su-57 mà có thể được điều chỉnh cho bất kỳ máy bay nào, ngay cả những chiến đấu cơ đã lỗi thời về công nghệ. Tổ hợp liên lạc kỹ thuật số đời mới được tích hợp vào máy bay chiến đấu Su-57 cung cấp khả năng bảo vệ nâng cấp chống nhiễu và âm mưu nghe trộm, hoạt động ở tần số cao và siêu cao. Hệ thống này bao gồm các thành phần sau: bộ thu cho hệ thống vệ tinh định vị, thiết bị mã hóa và giải mã đi kèm một bus để xử lý kỹ thuật số cũng như đồng bộ hóa tín hiệu. Bên cạnh hệ thống thông tin liên lạc đời mới, tiêm kích Su-57 của Nga còn được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử tiên tiến. Khí tài này được thiết kế để bảo vệ máy bay khỏi bị nhiễu và nghe lén bởi đối phương. Hệ thống L-402 Himalaya hoạt động theo nguyên tắc gây nhiễu chủ động, bao gồm việc phát ra tín hiệu vô tuyến mạnh mẽ để phá vỡ và gây nhầm lẫn cho các thiết bị liên lạc và data của đối phương. Bên cạnh đó, L-402 Himalaya cũng bao gồm chế độ gây nhiễu thụ động liên quan đến việc phân tích và bắt chước những tín hiệu của kẻ thù để đánh lừa hệ thống nhận biết của kẻ địch. Hiệu quả của hệ thống L-402 Himalaya rất khó xác định vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như mức độ tinh vi của khả năng tác chiến điện tử mà kẻ thù triển khai và chiến thuật cụ thể được sử dụng trong một tình huống nhất định. Tuy nhiên, khí tài này được coi là một trong những hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến nhất trên thế giới và mang lại lợi thế đáng kể cho tiêm kích tàng hình Su-57 trong các tình huống chiến đấu. Ông Vladimir Gutinev, một thành viên của Hội đồng chuyên gia Duma Quốc gia Hạ viện Nga, tiết lộ rằng Su-57 đã từng tham chiến ở Syria khi vào năm 2018, 4 tiêm kích tàng hình loại này đã được điều động tới Cộng hòa Ả Rập. Ông nhấn mạnh những chiếc Su-57 triển khai ở Syria được lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng để phát hiện những chiếc F-12 và F-35 của Mỹ hoạt động trong cùng một chiến trường. Tuy nhiên, bất chấp các hoạt động này, ông Gutinev chỉ ra rằng cuộc xung đột Ukraine mới thực sự cung cấp những hiểu biết mới về khả năng của Su-57 mà trước đây chưa được thử nghiệm ở Syria. Các chuyên gia Nga đồng tình với quan điểm này, cho rằng cách tiếp cận thận trọng của Moscow đối với việc triển khai máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là do kinh nghiệm hoạt động đầy đủ của nó còn nhiều điều chưa biết. Đến đây, 10 phút của bản tin cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những thông tin từ chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp của quý vị thông qua phần bình luận ở phía dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!